Hôm nay có một khách hàng ở Hà Nội mua một sợi cáp kết nối servo của Fuji dòng Alpha Alpha Smart, cái mã là NVKF0HCNV, mình kết nối một bớt qua cái CN3A. Cái cáp đây, đây mình sử dụng cái phần mềm mà Alpha 5, cái con của mình là Alpha 5 thì mình chọn cái đây, nó hiện này lên. Thì sau đó chúng ta dùng một communication setup. Thì cái cáp này nó máy tính nó đang nhận là cổng com số số 2. Thì trên phần mềm này mình chọn con số 2. Cái baud rate thì không quan trọng, nó quét được nhiều baud rate. Ok, sau chúng ta dùng một setup. Xong chúng ta vô một check. Đây. Thì vô một check thì nếu mà nó cứ nói thành công thì sẽ báo connected. Ok. Bây giờ mình muốn load parameter nó ra thì mình vô setup. Rồi, đâu rồi. Parameter nằm đâu rồi? Còn đây. Đau quá không có xài nên là cũng không nhớ nằm chỗ nào. Tool test parameter đó ta, parameter đây, edit parameter thì nó sẽ hiện cái bảng lên là read from write âm ly, có nghĩa là mình đọc load lên đó, thì nó load lên thôi. Thì đồng ý cái đèn này nó sẽ nhấp nháy nó cũng không có gì. Thì đó, thì khi nó load được thì chúng ta sẽ chọn lưu hoặc là chỉnh sửa hoặc là nạp lại. Cái này là chúng ta nạp lại là xin khi chúng ta chỉnh sửa tùy theo cái nhu cầu công việc của mỗi người. Rồi, mình xin phép dừng cái video.